chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Bí mật làm điều này, vận may liên tục kéo đến, tài lộc ào ào đổ về nhà. Giao nước đố đổ dách đúng trong tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý cô bác tuổi Kỷ Hợi luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá vận mệnh của tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959 trong tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Một giai đoạn được dự báo sẽ mang lại nhiều cơ hội đổi đời, thay đổi vận mệnh và giúp các bạn bước lên một tầm cao mới trong cuộc sống. Nhưng liệu rằng những vận hội này sẽ đến như thế nào? Và làm sao để chúng ta có thể tận dụng tối đa những cơ hội đó? Đừng bỏ lỡ video này, vì ngay bây giờ tôi sẽ giúp bạn giải mã toàn bộ vận trình sắp tới. Chúng ta đều biết rằng cuộc sống không bao giờ hoàn toàn bằng phẳng, và mỗi năm, mỗi giai đoạn lại mang đến những thử thách và cơ hội khác nhau. Đối với người tuổi Kỷ Hợi, 4 tháng cuối năm 2024 là thời điểm rất đặc biệt. Đây không chỉ là giai đoạn chuyển giao để tổng kết những gì đã đạt được trong năm, mà còn là cơ hội để bạn bứt phá, đón nhận những điều tốt lành mà vũ trụ sắp đặt. Tháng 9 âm lịch sẽ là thời điểm khởi đầu cho một chu kỳ mới đầy hứa hẹn về sự nghiệp và tài lộc. Có những cánh cửa mới mở ra, mang đến cho bản mệnh những cơ hội quý giá trong công việc và kinh doanh. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận ra đúng thời điểm và tận dụng tốt các cơ hội đó. Bạn cần chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với những thách thức, đồng thời giữ vững lòng tin vào bản thân. Tháng 10 và tháng 11 sẽ là thời điểm may mắn nhất về tài chính, khi mà dòng chảy tài lộc đến với bạn một cách mạnh mẽ. Nhưng hãy nhớ, vận may chỉ đến với những người biết quản lý và phát triển nó một cách thông minh. Bản mệnh cần cân nhắc kỹ lưỡng trong các quyết định tài chính, tránh những rủi ro không cần thiết. Đây cũng là thời gian lý tưởng để bạn xây dựng và củng cố các mối quan hệ quan trọng, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho tương lai. Đặc biệt, khi bước sang tháng 12 âm lịch, bản mệnh sẽ thấy rõ hơn về những thành quả mà mình đã gặt hái được suốt cả năm. Đây là thời điểm của sự thăng hoa, khi cả gia đình và công việc đều đạt được sự ổn định và hài hòa. Tuy nhiên, không vì thế mà bản mệnh nên chủ quan, cần chú ý đến vấn đề sức khỏe và bảo vệ tài sản, vì cuối năm thường dễ có những biến động khó lường. Trong suốt video này, tôi sẽ cùng các bạn đi sâu phân tích chi tiết từng phương diện quan trọng, từ sự nghiệp, tài lộc, cho đến sức khỏe và tình duyên gia đạo. Mỗi góc nhìn sẽ mang đến cho bạn cái nhìn rõ ràng hơn, giúp bạn chuẩn bị tốt nhất để chào đón vận may và đối phó với những thách thức một cách hiệu quả nhất. Hãy theo dõi đến cuối video, vì tôi sẽ chia sẻ với bạn những bí quyết phong thủy cực kỳ hữu ích để kích hoạt tài lộc và hóa giải vận hạn trong thời gian tới. Đừng quên rằng, vận mệnh không chỉ đến từ những yếu tố bên ngoài, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào tâm thái và cách bạn đối diện với cuộc sống. Nếu bạn muốn biết liệu rằng tháng nào trong 4 tháng cuối năm 2024 sẽ là thời điểm bùng nổ nhất cho tuổi Kỷ Hợi, hay làm thế nào để tránh những rủi ro tiềm ẩn, thì hãy cùng tôi khám phá ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị, bước vào 4 tháng cuối năm 2024, tuổi Kỷ Hợi 1959 sẽ trải qua những thay đổi đáng kể trong vận trình, với sự chuyển biến tích cực ở nhiều phương diện. Đây là thời điểm mà bản mệnh cần tận dụng tốt cơ hội để gia tăng tài lộc, củng cố công việc và chăm lo cho sức khỏe. Mỗi tháng sẽ mang đến một vận hội riêng, đi kèm với những thách thức cần lưu tâm. Hãy cùng đi sâu vào từng tháng để hiểu rõ hơn về các cơ hội và rủi ro có thể xuất hiện. Tháng 9 âm lịch, cơ hội sự nghiệp và tài lộc xuất hiện, sức khỏe cải thiện dần. Tháng 9 âm lịch sẽ đánh dấu sự chuyển biến tích cực trong vận trình sự nghiệp và tài chính của người tuổi Kỷ Hợi. Đây là thời điểm mà năng lượng của các sao chiếu mệnh sẽ tác động mạnh mẽ đến vận trình công danh và tài lộc, giúp bản mệnh nắm bắt nhiều cơ hội mới. Trong công việc, tháng 9 âm lịch hứa hẹn sẽ mang đến cho bản mệnh những bước tiến quan trọng. Nếu bạn đang làm việc trong các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ hoặc tự do, hãy chuẩn bị tinh thần cho những cơ hội hợp tác mới hoặc những dự án lớn sắp tới. Điều cần lưu ý ở đây là việc quyết đoán trong những thời khắc quan trọng sẽ giúp bản mệnh bứt phá và đạt được nhiều thành tựu. Về phương diện tài lộc, trong 4 tháng cuối năm 2024, tháng này cũng là lúc dòng tiền bắt đầu lưu thông tốt hơn. Bạn có thể gặp may mắn trong các giao dịch hoặc các khoản đầu tư đã được lên kế hoạch từ trước. Tuy nhiên,
cũng cần đề phòng giấy phép rủi ro tài chính không lường trước, đặc biệt là khi có những lời mời gọi đầu tư có vẻ hấp dẫn nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Về sức khỏe, nhờ vào sự điều chỉnh tích cực trong công việc và tài chính, tinh thần của bản mệnh cũng sẽ cải thiện, giảm bớt căng thẳng và áp lực. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm cần chú trọng hơn vào việc chăm sóc cơ thể, nhất là những ai đã bước vào độ tuổi trung niên như tuổi Kỷ Hợi. Tháng 10 âm lịch tài lộc thăng hoa, sự nghiệp tiến triển tích cực nhưng cần chú ý chi tiêu hợp lý. Tháng 10 âm lịch sẽ là một trong những thời điểm tỏa sáng về tài lộc cho tuổi Kỷ Hợi. Đây là tháng mà bản mệnh có thể thu hoạch được nhiều thành tựu về mặt tài chính, với dòng tiền dồi dào và các cơ hội kinh doanh mở ra rộng rãi. Những khoản đầu tư trước đây có thể sinh lời, mang lại lợi nhuận đáng kể, giúp bạn cảm thấy phấn chấn và tự tin hơn trong việc phát triển tài sản. Sự nghiệp cũng có bước tiến vững chắc trong tháng này. Nếu bạn đang làm việc trong môi trường công sở, có khả năng sẽ được cân nhắc lên vị trí cao hơn, hoặc nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên. Đây cũng là lúc bản mệnh có thể tận dụng mối quan hệ trong công việc để mở rộng mạng lưới, tạo dựng các mối quan hệ quan trọng cho sự nghiệp lâu dài. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng vận tài lộc thăng hoa không đồng nghĩa với việc chi tiêu không giới hạn. Đây là thời điểm dễ dàng khiến bản mệnh rơi vào tình trạng kiếm được nhiều nhưng cũng tiêu nhiều. Vì vậy, cần thận trọng trong việc quản lý tài chính, tránh các khoản chi phí không cần thiết hoặc những quyết định chi tiêu thiếu cân nhắc. Về sức khỏe, với khối lượng công việc và áp lực tài chính tăng cao, hãy chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Bản mệnh có thể gặp một số vấn đề liên quan đến căng thẳng tinh thần hoặc mất ngủ do lo lắng về công việc. Điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nếu không được kiểm soát kịp thời. Tháng 11 âm lịch gia đạo an hòa, sức khỏe ổn định, cơ hội trong công việc tiếp tục phát triển. Tháng 11 âm lịch là thời điểm mà tuổi Kỷ Hợi có thể cảm nhận được sự ổn định và an hòa trong cả công việc lẫn gia đạo. Đây là tháng mang lại sự cân bằng, khi mà các yếu tố trong cuộc sống như sự nghiệp, tình cảm và sức khỏe đều có sự hòa hợp. Về sự nghiệp, bản mệnh vẫn tiếp tục nhận được những cơ hội tốt để phát triển và thăng tiến. Tuy nhiên, sự hối hả và bận rộn của những tháng trước có thể khiến bạn cảm thấy cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi và cân bằng. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để bạn suy ngẫm và đánh giá lại những gì đã đạt được, từ đó có những bước điều chỉnh phù hợp hơn cho tương lai. Gia đình trong tháng này sẽ là nguồn động viên tinh thần lớn nhất, các mối quan hệ giữa các thành viên trở nên khăng khít, hòa thuận hơn, giúp bản mệnh cảm thấy an tâm và bình yên. Những vấn đề bất đồng trong quá khứ cũng có cơ hội được giải quyết, giúp cho không khí gia đình trở nên ấm áp hơn. Về sức khỏe, tháng 11 sẽ là giai đoạn sức khỏe của bản mệnh ổn định. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần duy trì lối sống khoa học và không để công việc ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt hàng ngày. Việc chăm sóc sức khỏe sẽ giúp bạn duy trì năng lượng để tiếp tục tiến bước trong tháng cuối cùng của năm. Tháng 12 âm lịch, kết thúc năm với những thành quả về tài chính và gia đình, nhưng cần cẩn trọng với sức khỏe và bảo vệ tài sản. Tháng cuối cùng của năm 2024, tháng 12 âm lịch, sẽ mang lại cho tuổi Kỷ Hợi những thành quả đáng mừng về tài chính và gia đình. Đây là thời điểm mà những nỗ lực của bạn suốt cả năm được đền đáp. Trong công việc, bản mệnh có thể nhận được những phần thưởng xứng đáng hoặc thu về những lợi nhuận đáng kể từ các dự án đầu tư trước đó. Gia đình cũng tiếp tục là nguồn động viên và hậu thuẫn lớn nhất cho bản mệnh trong tháng này. Bạn sẽ có cơ hội dành nhiều thời gian hơn cho người thân, tận hưởng những khoảnh khắc ấm cúng bên gia đình, đặc biệt là vào dịp lễ Tết sắp tới. Tuy nhiên, tháng cuối năm cũng tiềm ẩn những rủi ro nhất định về sức khỏe và tài sản. Sức khỏe của bản mệnh có thể bị ảnh hưởng bởi những căng thẳng do công việc và các hoạt động xã hội cuối năm. Ngoài ra, cũng cần chú ý đến việc bảo vệ tài sản cá nhân, đặc biệt là khi có những khoản chi tiêu lớn vào cuối năm, hãy thận trọng khi đưa ra các quyết định liên quan đến đầu tư, mua sắm lớn. Trên đây là tổng quan vận mệnh của tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959 trong 4 tháng cuối năm 2024. Mỗi tháng sẽ mang đến những cơ hội và thách thức riêng, nhưng chỉ cần bạn luôn giữ tinh thần lạc quan, kiên nhẫn và quyết tâm, chắc chắn rằng năm 2024 sẽ khép lại với nhiều thành công và may mắn. Tiếp theo, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết từng phương diện trong cuộc sống tuổi Kỷ Hợi trong 4 tháng cuối năm 2024. Đầu tiên là phương diện sự nghiệp trong 4 tháng cuối năm 2024. Vận trình sự nghiệp của tuổi Kỷ Hợi có những dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Đây là thời gian mà bản mệnh sẽ chứng kiến nhiều cơ hội để thăng tiến,
đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến tài chính, kinh doanh hoặc các dự án đầu tư, những người đang làm trong môi trường công sở có thể nhận được sự công nhận từ cấp trên hoặc có khả năng được đề bạt lên vị trí cao hơn. Tuy nhiên, cơ hội không tự đến, bản mệnh cần phải nỗ lực và chứng minh năng lực của mình trong giai đoạn này. Đặc biệt, tháng 9 và tháng 10 là hai thời điểm lý tưởng để thực hiện các dự định lớn hoặc khởi động các dự án quan trọng. Đây là lúc mà năng lượng sao chiếu mệnh hỗ trợ mạnh mẽ, giúp bản mệnh có đủ tự tin và sức mạnh để đương đầu với mọi thử thách. Đối với những ai đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đây là thời gian vàng để triển khai các ý tưởng mới hoặc hợp tác với các đối tác tiềm năng. Lời khuyên, hãy tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và cấp trên, vì đây là yếu tố quan trọng giúp bạn đạt được thành công trong sự nghiệp. Trong công việc, đôi khi chỉ cần một quyết định đúng đắn hoặc một mối quan hệ hợp tác hiệu quả cũng có thể tạo ra bước ngoặt lớn. Bên cạnh đó, hãy luôn giữ cho bản thân một tinh thần lạc quan và kiên định, không ngại đối mặt với thách thức, vì chỉ khi vượt qua thử thách bạn mới có thể đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp. Xem tử vi tài lộc cho tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Về mặt tài chính, tuổi Kỷ Hợi sẽ thấy vận trình tài lộc phát triển mạnh mẽ trong 4 tháng cuối năm 2024, đặc biệt là vào tháng 10 và tháng 12 âm lịch. Đây là giai đoạn mà các khoản đầu tư hoặc kinh doanh của bạn sẽ sinh lời đáng kể, giúp bạn cải thiện tình hình tài chính một cách đáng kể. Đối với những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tự do, đây là thời điểm có thể đạt được những thỏa thuận hoặc hợp đồng quan trọng, mang lại nguồn thu lớn cho gia đình. Tuy nhiên, sự thăng hoa trong tài lộc cũng đòi hỏi bản mệnh phải có kế hoạch quản lý tài chính thật khôn ngoan. Bản mệnh có thể gặp phải những cám dỗ trong việc chi tiêu hoặc đầu tư vào những dự án không an toàn, đặc biệt vào tháng 11, khi dòng tiền đã dồi dào, việc chi tiêu phung phí hoặc thiếu kế hoạch có thể khiến bạn mất cân đối về tài chính. Lời khuyên, để bảo vệ tài sản và đảm bảo sự phát triển ổn định của tài chính, bản mệnh cần luôn duy trì tư duy đầu tư an toàn. Đặc biệt, hãy tập trung vào các lĩnh vực mà bạn hiểu rõ và tránh xa các lời mời đầu tư mang tính chất rủi ro cao. Ngoài ra, nên tạo thói quen tiết kiệm một phần thu nhập cho các kế hoạch dài hạn, đặc biệt là những khoản đầu tư có tính an toàn như vàng, bất động sản hoặc các quỹ đầu tư bền vững. Về phương diện sức khỏe, sức khỏe là một yếu tố mà bản mệnh cần đặc biệt lưu tâm trong 4 tháng cuối năm 2024. Mặc dù sự nghiệp và tài lộc có nhiều khởi sắc, nhưng áp lực từ công việc và tài chính cũng có thể khiến bản mệnh gặp phải một số vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là vào tháng 10 và tháng 11 âm lịch. Các dấu hiệu như mệt mỏi, căng thẳng hoặc mất ngủ có thể xuất hiện, đặc biệt nếu bản mệnh không có thời gian chăm sóc bản thân một cách kỹ lưỡng. Tháng 12 âm lịch, sức khỏe của bạn có thể được cải thiện nhờ vào việc điều chỉnh lối sống và giảm bớt khối lượng công việc. Tuy nhiên, đây cũng là tháng cuối năm với nhiều sự kiện, hoạt động xã hội và áp lực từ việc hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, có thể khiến sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng tiêu cực. Lời khuyên, để duy trì sức khỏe tốt trong suốt 4 tháng cuối năm, bản mệnh cần chú ý đến việc duy trì lối sống lành mạnh, bao gồm việc ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên và nghỉ ngơi đủ giấc. Ngoài ra, hãy biết cách phân bổ thời gian hợp lý giữa công việc và gia đình, tránh để công việc chiếm hết thời gian cá nhân. Nếu cảm thấy căng thẳng hoặc áp lực, hãy dành thời gian thư giãn hoặc tìm đến các hoạt động giải trí lành mạnh như yoga, thiền để cân bằng năng lượng và tâm trí. Phương diện tình duyên và gia đạo. Trong 4 tháng cuối năm, tình duyên và gia đạo của tuổi Kỷ Hợi sẽ là nguồn động viên tinh thần lớn, giúp bản mệnh vượt qua các thách thức trong công việc và cuộc sống. Đặc biệt, tháng 11 và tháng 12 âm lịch sẽ là thời điểm mà gia đạo của bạn đạt được sự bình an, hòa thuận và ấm áp. Những khó khăn trong quá khứ có cơ hội được giải quyết, tạo ra không khí vui vẻ và hài hòa trong gia đình. Đối với những ai đang gặp trục trặc trong mối quan hệ tình cảm, đây là lúc mà sự kiên nhẫn và hiểu biết lẫn nhau sẽ giúp giải quyết mọi mâu thuẫn. Nếu bạn biết cách lắng nghe và chia sẻ cảm xúc với đối phương, mối quan hệ của bạn sẽ được cải thiện đáng kể. Còn với những người đã có gia đình, sự ủng hộ từ người thân sẽ là nguồn sức mạnh giúp bạn vượt qua những thời điểm khó khăn trong cuộc sống. Lời khuyên, hãy luôn dành thời gian cho gia đình và người thân, đặc biệt là vào những tháng cuối năm, khi công việc và cuộc sống trở nên bận rộn hơn. Đôi khi chỉ cần một cuộc trò chuyện chân thành hoặc một bữa ăn gia đình ấm áp cũng có thể giúp bạn duy trì sự gắn kết và hòa thuận trong gia đình. Đồng thời hãy nhớ rằng,
Tình cảm gia đình là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp bạn cảm thấy an tâm và vững vàng hơn trong cuộc sống. Tiếp theo là cách hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc, giúp cô bác tuổi Kỷ Hợi đón nhận cơn mưa tài lộc, đổi vận, đổi đời giàu sang sung sướng hết phần thiên hạ. Tuổi Kỷ Hợi 1959 thuộc mệnh mộc, cụ thể là bình địa mộc, tức là gỗ đồng bằng. Trong ngũ hành, mộc tượng trưng cho sự sinh trưởng, phát triển và sức mạnh dương lên không ngừng để kích hoạt tài lộc và hóa giải vận hạn trong 4 tháng cuối năm 2024. Bản mệnh cần chú trọng đến việc sử dụng các vật phẩm phong thủy tương sinh với mệnh mộc, đồng thời áp dụng các nghi thức đơn giản để bảo vệ bản thân khỏi các rủi ro tiềm ẩn. 1. Vật phẩm phong thủy hợp với mệnh mộc, Kỷ Hợi 1959. Trong phong thủy, để kích hoạt tài lộc và hóa giải những khó khăn, bản mệnh Kỷ Hợi cần sử dụng các vật phẩm mang tính chất tương sinh, phù hợp với ngũ hành của mình. Mộc được nuôi dưỡng bởi thủy, nước, do đó, những vật phẩm thuộc hành thủy hoặc mộc sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Dòng tay đá thạch anh xanh. Đá thạch anh xanh, Argentrin là loại đá thuộc hành mộc, giúp thúc đẩy năng lượng tích cực, cân bằng cảm xúc và tăng cường sự phát triển sự nghiệp, cũng như tài lộc. Bản mệnh có thể đeo dòng tay thạch anh xanh để tạo sự hòa hợp với bản chất mệnh mộc của mình, giúp tài lộc lưu thông mạnh mẽ, đồng thời bảo vệ khỏi những rủi ro không mong muốn. Đá Aquamarine, ngọc xanh biển, Aquamarine thuộc hành thủy hỗ trợ mạnh mẽ cho mệnh mộc của Kỷ Hợi. Đá này có khả năng kích thích sự thông thái, giúp đầu óc minh mẫn và quyết định đúng đắn trong các vấn đề liên quan đến tài chính. Công việc, đeo một mặt dây chuyền hoặc dòng tay Aquamarine sẽ giúp bản mệnh kích hoạt tài lộc, đồng thời mang lại sự yên bình trong tâm trí. Tượng Phật Di Lặc hoặc tượng Thiềm Thừ, cóc ba chân, tượng Phật Di Lặc là biểu tượng của sự may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc. Trong phong thủy, đặt tượng Di Lặc trong nhà nơi có nhiều ánh sáng sẽ giúp thu hút tài lộc và mang lại niềm vui, may mắn cho gia đình. Bên cạnh đó đó, tượng Thiềm Thừ hay còn gọi là cóc ba chân có khả năng giữ tiền bạc và tài lộc. Đặt Thiềm Thừ tại góc tài lộc trong nhà sẽ giúp hóa giải vận hạn và kích hoạt tài chính. 2. Các nghi thức phong thủy đơn giản giúp hóa giải vận hạn. Ngoài việc sử dụng các vật phẩm phong thủy, bản mệnh Kỷ Hợi cũng nên thực hiện một số nghi thức đơn giản nhằm tăng cường sự bảo vệ và hóa giải vận hạn trong 4 tháng cuối năm, giúp xua đuổi năng lượng tiêu cực, mang lại sự thanh tịnh và hài hòa cho không gian sống. Thắp hương thanh tịnh nhà cửa, thắp hương vào những ngày đầu tháng và rằm là một trong những cách đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả để hóa giải năng lượng xấu trong nhà. Bạn có thể chọn loại hương thơm nhẹ nhàng, chẳng hạn như hương trầm hoặc hoa nhài, và thắp từ 5 đến 7 nén hương trong phòng khách hoặc nơi thờ cúng. Nên nhớ giữ không gian sạch sẽ, gọn gàng khi thắp hương để năng lượng tốt có thể lưu thông một cách dễ dàng. Xông nhà bằng bột trầm hương hoặc thảo mộc, xông nhà giúp thanh lọc không khí, loại bỏ những năng lượng tiêu cực và tạo sự trong lành cho không gian sống. Bản mệnh có thể sử dụng bột trầm hương hoặc các loại thảo mộc như sả, hương thảo để xông nhà vào đầu tháng, hoặc trước khi có sự kiện quan trọng nên xông nhà từ cửa chính, đi vòng quanh các góc nhà để năng lượng tốt có thể lưu thông khắp nơi. Đặt chậu cây xanh trong nhà hoặc gian phòng. Đối với bản mệnh mộc, cây cối là yếu tố không thể thiếu để kích hoạt tài lộc. Đặt một chậu cây xanh như cây kim tiền, cây trúc phát lộc hoặc cây phú quý trong phòng làm việc hoặc phòng khách sẽ giúp thu hút năng lượng tài lộc và tạo sự cân bằng cho ngôi nhà. 3. Tích đức và làm việc thiện để hóa giải khó khăn, thu hút phước lành. Cuối cùng, một trong những cách mạnh mẽ nhất để hóa giải vận hạn và thu hút phước lành là thông qua việc tích đức và làm việc thiện. Đạo lý này đã được ông bà ta truyền dạy từ ngàn đời và luôn đúng trong mọi hoàn cảnh. Làm việc thiện, thực hiện các việc thiện như quyên góp từ thiện, giúp đỡ người khó khăn hoặc đóng góp vào các quỹ cộng đồng sẽ giúp bản mệnh gia tăng phước lành và giảm bớt các vận hạn. Theo quan niệm phong thủy, khi làm việc thiện bạn không chỉ tích đức cho bản thân mà còn tạo ra một năng lượng tích cực lan tỏa xung quanh, giúp cải thiện vận mệnh của chính mình và gia đình. Giữ gìn tâm trong sáng và làm điều tốt, hóa giải khó khăn không chỉ đến từ các yếu tố bên ngoài mà còn phụ thuộc vào tâm thế của chính bản thân. Giữ gìn tâm trong sáng, không ganh ghét hay đố kỵ, luôn làm điều tốt và giữ thái độ tích cực sẽ giúp bạn thu hút năng lượng tốt lành. Khi bạn sống đúng đắn, trung thực và nhân ái, vận may sẽ tự nhiên đến với bạn. Cúng dường và tu tập. Đối với những người tin vào Phật Pháp, việc cúng dường hoặc tham gia các hoạt động tu tập tại chùa cũng là cách để hóa giải vận hạn,
Bạn có thể thỉnh một tượng Phật nhỏ để thờ trong nhà, tạo điều kiện cho tâm hồn luôn thanh thản, không vướng bận lo âu. Tiếp theo chương trình là phần vô cùng quan trọng, đó là những điều cần tránh trong 4 tháng cuối năm 2024, giúp cô bác tuổi Kỷ Hợi nắm chắc phần thắng trong tay. Thưa quý vị, trong 4 tháng cuối năm 2024, mặc dù tuổi Kỷ Hợi có nhiều cơ hội phát triển, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn một số rủi ro mà bản mệnh cần hết sức chú ý để có một kết thúc năm an toàn và thành công việc. Nhận biết và tránh xa những điều có thể gây hại là vô cùng quan trọng. Dưới đây là 3 vấn đề lớn mà bản mệnh Kỷ Hợi cần lưu ý trong giai đoạn này. 1. Sai lầm trong đầu tư. Cảnh báo về việc đầu tư mạo hiểm hoặc các dự án không rõ ràng, tài lộc của tuổi Kỷ Hợi trong 4 tháng cuối năm 2024 có dấu hiệu phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là vào các tháng 10 và 12 âm lịch. Tuy nhiên, chính sự thăng hoa trong tài chính này cũng có thể khiến bản mệnh dễ mắc phải sai lầm trong các quyết định đầu tư, những cám dỗ tài chính từ các dự án đầu tư sinh lời cao, hoặc các cơ hội kinh doanh mạo hiểm có thể xuất hiện và nếu không thận trọng, bạn có thể gặp phải tổn thất lớn. Điều cần tránh đầu tư mạo hiểm, dù cho cơ hội đầu tư có hấp dẫn đến đâu. Bản mệnh cũng nên nhớ rằng lợi nhuận cao đi kèm rủi ro lớn, đặc biệt là trong những tháng cuối năm, các dự án đầu tư chưa được kiểm chứng hoặc có dấu hiệu lừa đảo sẽ xuất hiện nhiều hơn. Hãy luôn tỉnh táo và đánh giá kỹ lưỡng mọi cơ hội trước khi quyết định bỏ vốn, không nên quá tin tưởng vào những lời hứa hẹn sinh lời nhanh chóng hay đảm bảo không rủi ro. Thiếu thông tin rõ ràng, bất kỳ khoản đầu tư nào cũng cần phải có cơ sở và thông tin minh bạch, tránh xa các dự án không rõ nguồn gốc hoặc không có giấy tờ pháp lý đầy đủ. Trong 4 tháng cuối năm, nếu có bất kỳ cơ hội nào quá tốt để tin được, hãy cân nhắc thật kỹ và nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia trước khi hành động. Lời khuyên, hãy dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng và đừng vội vàng trong các quyết định đầu tư. Bản mệnh nên ưu tiên những hình thức đầu tư an toàn như vàng, bất động sản hoặc các khoản đầu tư dài hạn có mức rủi ro thấp. Đặc biệt, tránh tham gia vào các giao dịch tài chính ngắn hạn với mức lãi suất quá cao vì chúng tiềm ẩn nhiều rủi ro. 2. Xung đột gia đình. Tránh để căng thẳng công việc ảnh hưởng đến gia đình, đặc biệt vào tháng 11, công việc và tài chính dồi dào trong 4 tháng cuối năm có thể mang lại những áp lực không nhỏ cho bản mệnh. Khi phải đối mặt với quá nhiều lo toan về sự nghiệp và tài chính, bản mệnh dễ mang theo căng thẳng về nhà và vô tình làm tổn thương những người thân yêu. Đặc biệt, tháng 11 âm lịch là thời điểm mà sự bận rộn trong công việc có thể gây ra xung đột gia đình. Nếu không được xử lý khéo léo, điều cần tránh, mang áp lực công việc về nhà. Điều này không chỉ khiến cho tinh thần của bản mệnh mệt mỏi, mà còn tạo ra khoảng cách với gia đình. Khi bạn cảm thấy áp lực, có thể dễ dàng cáu gắt hoặc tranh cãi với người thân về những điều nhỏ nhặt. Đặc biệt, nếu có những bất đồng quan điểm về tiền bạc hoặc trách nhiệm trong gia đình, việc này dễ dẫn đến những cuộc cãi vã không đáng có, bỏ bê gia đình. Công việc bận rộn không nên là lý do để bản mệnh quên đi những mối quan hệ trong gia đình. Việc dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp mà không quan tâm đến người thân có thể khiến cho mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng và xa cách. Những bất đồng nhỏ trong gia đình nếu không được giải quyết kịp thời sẽ dễ dàng dẫn đến mâu thuẫn lớn. Lời khuyên, bản mệnh nên biết cách phân chia thời gian hợp lý giữa công việc và gia đình. Nếu có căng thẳng trong công việc, hãy tìm cách giải tỏa bằng cách thư giãn hoặc chia sẻ với người thân thay vì mang áp lực về nhà. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm, việc tổ chức những buổi gặp mặt gia đình hoặc dành thời gian cho người thân yêu sẽ giúp gia tăng tình cảm và giảm bớt căng thẳng trong cuộc sống. 3. Lối sống thiếu khoa học, cần tránh căng thẳng, thức khuya và không chăm sóc sức khỏe. Sức khỏe là yếu tố quan trọng mà bản mệnh tuổi Kỷ Hợi cần đặc biệt chú ý trong 4 tháng cuối năm 2024. Dù công việc và tài chính đang có nhiều tiến triển tích cực, nhưng nếu không giữ gìn sức khỏe, bản mệnh có thể gặp phải những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng vào cuối năm. Đặc biệt, căng thẳng công việc, thức khuya và lối sống thiếu khoa học sẽ làm suy giảm sức khỏe tổng thể của bạn. Điều cần tránh thức khuya và căng thẳng, việc thức khuya thường xuyên để hoàn thành công việc hoặc lo lắng về tài chính sẽ khiến cho cơ thể mệt mỏi và suy yếu. Căng thẳng không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn làm suy giảm hệ miễn dịch, dễ dẫn đến các bệnh về tim mạch, huyết áp hoặc tiêu hóa. Tháng 12 âm lịch là thời điểm mà sức khỏe của bạn dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường và thời tiết. Vì vậy, hãy cẩn thận với những thói quen sinh hoạt không lành mạnh. Bỏ qua việc chăm sóc bản thân công việc bận rộn,
có thể khiến bản mệnh lơ là việc chăm sóc sức khỏe, bỏ bữa, ăn uống không đúng giờ, thiếu ngủ là những thói quen xấu mà bản mệnh cần phải tránh. Nếu không chú trọng đến việc giữ gìn sức khỏe, các bệnh vặt hoặc những cơn đau mệt mỏi sẽ làm gián đoạn công việc và ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Lời khuyên, để duy trì sức khỏe trong 4 tháng cuối năm, bản mệnh nên thiết lập một lối sống khoa học và cân bằng. Hãy đảm bảo ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ và tập thể dục thường xuyên. Ngoài ra, đừng quên dành thời gian để thư giãn, tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng. Bản mệnh cũng nên bổ sung thêm các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và vitamin để tăng cường hệ miễn dịch. Thưa quý vị, trong hành trình cuộc sống, không ai có thể tránh khỏi những lúc thăng trầm. Đối với tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, khi đã đi qua hơn nửa cuộc đời, chắc hẳn các bạn đã trải qua không ít những khoảnh khắc vui buồn, thành công và thất bại. 4 tháng cuối năm 2024 cũng là một giai đoạn như vậy. Có những thời điểm tài lộc thăng hoa, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều thách thức cần đối mặt. Tuy nhiên, cuộc đời luôn có những cách dạy chúng ta về sự kiên nhẫn, niềm tin và sự lạc quan. 1. Giữ vững lòng tin và kiên nhẫn để vượt qua khó khăn. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lòng tin là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Có thể trong 4 tháng cuối năm, bản mệnh sẽ gặp phải một số trở ngại trong công việc, tài chính hoặc sức khỏe. Nhưng hãy nhớ rằng, những thách thức chỉ là tạm thời. Điều quan trọng là giữ vững lòng tin vào bản thân và kiên nhẫn vượt qua từng giai đoạn khó khăn. Không có gì là không thể vượt qua nếu bạn giữ được tinh thần lạc quan và ý chí kiên cường. Bài học, cuộc sống không phải lúc nào cũng trôi chảy như chúng ta mong muốn. Nhưng nếu chúng ta biết kiên nhẫn và tiếp tục nỗ lực, vận may sẽ trở lại. Hãy coi mỗi khó khăn là một bài học để bạn trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Cần nhớ rằng, sau mỗi cơn bão bầu trời lại sáng trong. Dù có khó khăn đến đâu, chỉ cần bạn tin tưởng vào con đường mình đang đi và không từ bỏ, kết quả tốt đẹp sẽ đến. Lời khuyên, hãy dành thời gian để suy ngẫm về những gì bạn đã trải qua và đừng bao giờ mất niềm tin vào tương lai. Đôi khi, trong những lúc tưởng chừng như khó khăn nhất, lại là thời điểm bạn học được những bài học quý giá nhất về cuộc sống và bản thân mình. 2. Cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Trong giai đoạn cuối năm, khi công việc bận rộn và tài chính có nhiều biến động, rất dễ để bản mệnh tuổi Kỷ Hợi rơi vào tình trạng mất cân bằng giữa công việc và gia đình. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến căng thẳng và mâu thuẫn trong mối quan hệ gia đình, làm suy giảm tinh thần và sức khỏe của bạn. Bài học, gia đình là nơi yên bình, là nguồn động lực và niềm an ủi lớn nhất trong cuộc sống, dù công việc có quan trọng đến đâu. Bạn cũng cần phải dành thời gian cho gia đình. Mối quan hệ gia đình vững chắc không chỉ giúp bạn vượt qua khó khăn, mà còn mang lại cho bạn sự an tâm và hạnh phúc thực sự. Lời khuyên, hãy biết cách phân chia thời gian hợp lý giữa công việc và gia đình. Có thể công việc là quan trọng, nhưng đừng để nó chiếm toàn bộ thời gian của bạn. Dành thời gian cho gia đình, lắng nghe và chia sẻ với người thân sẽ giúp bạn cảm thấy cân bằng hơn và giảm bớt áp lực từ công việc. Đôi khi, một bữa cơm quây quần bên gia đình, một cuộc trò chuyện thân mật cũng có thể giúp bạn lấy lại năng lượng tích cực. 3. Đặt mục tiêu cá nhân nhưng đừng quên giá trị cộng đồng. Một trong những bài học quý giá mà bản mệnh Kỷ Hợi có thể rút ra trong 4 tháng cuối năm 2024 là việc tìm cách cân bằng giữa mục tiêu cá nhân và giá trị cộng đồng. Tập trung vào sự nghiệp và tài chính là điều cần thiết, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn chỉ chú tâm vào lợi ích cá nhân mà quên đi những giá trị lớn hơn của cuộc sống. Bài học, sự thành công không chỉ được đo bằng những thành tựu cá nhân mà còn bằng những đóng góp của bạn cho gia đình và cộng đồng. Sống hài hòa với những người xung quanh, giúp đỡ người khác khi có thể, bạn sẽ nhận lại được sự tôn trọng và yêu thương từ những người xung quanh. Đó cũng là cách giúp bạn thu hút thêm nhiều năng lượng tích cực vào cuộc sống của mình. Lời khuyên, hãy sống cởi mở và hòa đồng với mọi người, đặc biệt là trong gia đình và cộng đồng của bạn. Làm việc thiện, giúp đỡ người khó khăn hoặc tham gia vào các hoạt động từ thiện là cách tốt để bạn không chỉ xây dựng phước đức cho bản thân mà còn cảm nhận được giá trị lớn hơn trong cuộc sống. Đôi khi, những đóng góp nhỏ bé của bạn có thể tạo ra những thay đổi tích cực lớn trong cuộc sống của người khác và điều đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bạn. 4. Giữ tinh thần lạc quan để đón nhận thay đổi vận mệnh. Cuộc sống luôn thay đổi và không ai có thể đoán trước được những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Trong 4 tháng cuối năm 2024, tuổi Kỷ Hợi có thể đối mặt với nhiều biến động, nhưng đồng thời cũng có cơ hội lớn để thay đổi vận mệnh. Tuy nhiên,
Tất cả sẽ phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận và đối diện với những thay đổi đó. Bài học: lạc quan là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi thách thức. Cuộc đời luôn có những chu kỳ và không có gì là mãi mãi. Khi bạn gặp khó khăn, hãy nhớ rằng đó chỉ là một phần của hành trình cuộc sống, và sau mỗi cơn bão ánh sáng sẽ trở lại. Tinh thần lạc quan giúp bạn luôn nhìn thấy cơ hội trong khó khăn và biến những thách thức thành bước đệm cho sự phát triển. Lời khuyên: dù có phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào trong 4 tháng cuối năm, hãy luôn giữ tinh thần lạc quan và tin tưởng vào khả năng của mình. Bạn không thể kiểm soát được mọi tình huống xảy ra, nhưng bạn có thể kiểm soát được cách mình phản ứng với chúng. Hãy coi mỗi thách thức là một cơ hội để học hỏi và phát triển. Khi bạn lạc quan, bạn sẽ thu hút được những điều tốt đẹp đến với mình. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy nhớ rằng cuộc sống luôn vận động và thay đổi, và bản mệnh Kỷ Hợi sinh năm 1959 cũng vậy. 4 tháng cuối năm 2024 sẽ là giai đoạn có cả thách thức và cơ hội, nhưng điều quan trọng nhất là bạn cần duy trì tinh thần kiên định và lạc quan để đón nhận những thay đổi đó. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua các phân tích chi tiết về vận trình của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong 4 tháng cuối năm 2024. Đây là giai đoạn mà bản mệnh sẽ gặp nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển sự nghiệp, tài lộc, nhưng cũng không thiếu những thách thức đòi hỏi sự tỉnh táo và kiên nhẫn. Như đã đề cập, tháng 10 và tháng 12 âm lịch là thời điểm tài lộc thăng hoa. Tuy nhiên, bản mệnh cần quản lý tài chính cẩn thận và tránh những sai lầm trong đầu tư. Sự nghiệp của bạn có nhiều tiến triển, nhưng đừng để công việc lấn át cuộc sống gia đình. Hãy duy trì sự cân bằng giữa công việc và gia đình. Dành thời gian cho những người thân yêu để giảm bớt căng thẳng và nuôi dưỡng tinh thần. Đồng thời, chú ý đến sức khỏe của mình. Đừng để áp lực công việc ảnh hưởng đến cơ thể và tâm trí. Cuối cùng, hãy tận dụng tối đa những cơ hội tốt đang chờ đợi, nhưng cũng đừng quên luôn cẩn trọng với những rủi ro có thể xảy ra. Việc sử dụng các vật phẩm phong thủy như thạch anh xanh, tượng Phật Di Lặc và thiềm thừ sẽ giúp bản mệnh kích hoạt tài lộc và bảo vệ vận mệnh. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và bình luận phía dưới để giúp chúng tôi cải thiện nội dung. Đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin tử vi quan trọng khác trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và chúc bạn có 4 tháng cuối năm 2024 đầy may mắn, tài lộc và sức khỏe.